Vâng, xin chào các bạn. Trước mặt chúng ta là một cặp duối nhiều thế kỷ ạ. Vâng, chiều cao của cây phải đến hơn 4 mét. Thân gốc rất xù xì và to. Cây duối này thì chắc chắn là cây duối khai thác rồi. Vâng, tác phẩm này có tên là Đại Cổ Trường Sinh. Ở phía trên họ làm rất nhiều những bông tán tròn. Vâng, phía dưới thì họ đang dòng một số tay để tiếp tục làm những tay rơi. Vâng, cây duối này cũng đang trong quá trình hoàn thiện ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến đến cây duối số 2. Cây duối số 2 này mình thấy rằng là một cây duối họ đã làm hoàn thiện rồi. Các bông tán họ làm rất dày. Gốc thì siêu khủng rồi, thì các bạn có thể hình dung. Vâng, họ làm những bông tán tròn rất dày và đều. Tuyệt vời. Cây này phải đến, mình nghĩ phải đến 3 người ôm mới hết cái phần gốc ạ. Một cây duối khai thác. Vâng, một bông rất cứng và dày, vô cùng dày. Một tác phẩm tuyệt vời. Chúng ta sẽ tiến vào phần gốc một chút. Vâng, một cây duối khai thác. Gốc rất già. Vâng, và đây là toàn cảnh của hai cây duối ạ, hai cây duối đại. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.